Tìm chút bình an, câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống và tình người cao cả. Bà già khó chịu, đó là biệt danh hàng xóm đặt cho bà. Bà biết hết đấy, nhưng họ chỉ dám gọi sau lưng bà nên bà cũng miễn chấp. Nguyên tắc sống của bà vẫn không thay đổi. Bà không muốn động chạm đến ai và cũng không muốn ai động chạm đến mình. Chiều muộn, bà ra sân sau gom lá đốt, đang lơ mơ nhìn những sợi khói quyện bay theo gió. Chợt bà phát hiện ra cành cây thông nhà bên cạnh chĩa qua vườn nhà bà. Trời ơi, đáng lẽ bà phải thấy sớm hơn mới phải. Nhánh cây đã dài cả khúc rồi còn gì. Bà ngó nghiêng qua sân nhà họ, không thấy chiếc xe nào. Chắc họ đi đâu đó chưa về. Thôi thì để sáng mai nhắc nhở cũng chưa muộn. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng suốt cả buổi tối bà cứ bồn chồn khó chịu. Sáng ra, nhắc thấy bóng người trước thềm nhà hàng xóm, bà vội nhấc điện thoại than phiền. Ông bà xem tỉa giúp cành thông chìa qua nhà tôi nhé. Trái thông khô và lá rớt đầy cả góc sân nhà tôi đây này, phiền quá. Xin lỗi bà, tôi sẽ gọi người tới chặt ngay. Bên kia đầu dây, người hàng xóm nhã nhặn đáp. Nhưng bà đã kịp nghe tiếng thở dài rất nhẹ trước khi cúp máy. Thật ra khu phố bà đang ở, nhà nào cũng có khoảng vườn khá rộng, nên việc cây cối chìa sang nhà bên cạnh là lẽ thường. Riêng đối với bà, chuyện đó không bình thường một chút nào, vì nó vi phạm nguyên tắc của bà. Ngay sáng hôm sau, chiếc xe dịch vụ cắt tỉa cây đã đến. Đang hút bụi phòng khách, bà bỏ dở ra sân đứng canh chừng họ. Một người đứng trên thang dùng cưa máy để cắt cành cây, một người nắm sợi dây thừng chuẩn bị kéo cành về hướng an toàn. Độ rung của máy cưa làm lá và trái thông khô rớt tung tóe. Bà lại gọi điện yêu cầu bên hàng xóm phải sang sân vườn bà quét dọn sạch sẽ những tàn tích đó. Chưa kịp vào nhà, bà lại thấy hai chiếc xe bốn chỗ và một chiếc u hồn đỗ trước sân nhà hàng xóm bên trái. Nhiều người bước xuống rồi khuân khuân vác vác. À, tí ra họ dọn nhà đến. Chủ mới căn nhà là đôi vợ chồng trẻ và đứa con gái nhỏ. Còn có cả con chó nữa. Đã có trẻ con còn thêm chó nữa. Thật là phiền quá đi mất. Bà lẩm bẩm và đi dạo nhà, không đáp lại lời chào niềm nở của cặp đôi hàng xóm mới. Buổi trưa ngồi trong nhà nhìn ra ngoài, bà thấy con bé hàng xóm đang lúi húi nhặt những trái lê rụng quanh gốc cây. Cây lê này khi vừa mới mua nhà, chính tay chồng bà đã trồng. Vì ông biết bà rất thích ăn lê, mỗi mùa thu đến bà chờ đợi cây đơm hoa kết trái háo hức như trẻ con. Kể từ ngày chồng mất, bà không còn cảm giác đó nữa. Thậm chí trái lê chín vàng bị rơi ăn rồi rớt đầy sân, bà cũng chẳng màng. Nhưng như thế không có nghĩa là ai muốn lấy những trái lê đó cũng được. Nguyên tắc sống của bà vẫn bất di bất dịch. Bà nhủ thầm, khoan hẵng ra. Cứ đợi con bé đem lê về, bà sẽ gọi điện mắng vốn nhà họ. Rằng con nít cần phải được dạy dỗ cẩn thận, không được qua nhà hàng xóm lấy trộm. Rằng thì là cha mẹ cần phải quản lý con chặt chẽ. Ôi lạ lùng chưa kìa, con bé không ăn mà cũng không mang lê về. Nó chạy lẫm chẫm đến bên thềm, đặt quả lê xuống rồi lại chạy về gốc cây, nhặt quả lê khác xếp ngay ngắn bên cạnh. Con chó cũng chạy theo, liếm mép, hít hít mũi vì mùi lê thơm phức. Một lúc sau, con bé dừng lại, vỗ vô đầu con chó và bảo: về nhà thôi Bom, đi chơi lâu mẹ la cho đấy. Rồi con bé vạch lỗ rào chui trở về nhà, cái lỗ nhỏ xíu. Con chó cũng lách bình chui qua theo. Bà mở cửa bước ra, một thoáng bần thần bà cầm quả lê trên tay. Bây giờ thì bà biết tên con bé là Cathy và con chó là Bob. Ngày của bà bây giờ không đơn điệu nữa. Bà có cảm giác bồn chồn hay nhìn ra sân. Mắt bà ánh lên tia sáng khi thấy Cathy và con chó Bom xuất hiện ở sân nhà. Vừa chui ra khỏi lỗ rào, bao giờ con bé cũng cẩn thận rũ lại váy áo.
con chó Bom cũng lắc lư mình rú rú bộ lông xù. Rồi hai đứa chạy đến gốc lê. Kitty vừa lùi húi nhặt trái, vừa dặn dò Bom. Không được ăn vụng nhé Bom, lê của bà thơm quá phải không? Có thèm thì cũng không được ăn, nhớ chưa? Ừ, mùi lê chín thơm thật, nên Bom nhà ta cứ lè lưỡi liếm liếm. Mấy ngày lễ, cả gia đình Kitty đi vắng. Chắc họ lại có liên hoan ở đâu đó. Tự nhiên bà nghe buồn và cô đơn vô cùng. Lễ hội là thời gian vui vẻ, đoàn tụ của mọi người. Nhưng với bà, đó là khoảng thời gian sầu thảm nhất. Tháng 11, ngày chưa qua mà trời đã âm u. Một vạt mây xám che ngang bầu trời ảm đạm. Bà đứng khuất sau cây lê, nhìn sang nhà đối diện. Ánh sáng lấp lánh từ những ngọn đèn treo ngoài mặt tiền lẫn những ngọn đèn rực rỡ từ bên trong hát lên màu hạnh phúc. Tiếng cười nói vang lên, tưởng chừng như có thể sưởi ấm cả không gian. Gió thông thốc thổi những chiếc lá khô bay sạc xào quanh sân bà. Mắt bà thoáng cay cay. Bà dụi mắt nói vu vơ, chắc tại bụi vương thôi mà. Bà vào nhà kéo rèm cửa sổ xuống, với tay bật đèn. Ánh đèn vàng hắt bóng phủ một màu điều hưu soi căn phòng cũ. Bà nhận ra một điều. Tất cả đều cũ kỹ và già nua theo năm tháng, giống như bà. Bà ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành to, lấy quyển album đã sờn đặt trên đùi. Tay bà run run vứt ve từng tấm ảnh. Đây là hình ảnh của Bôn, mặc quân phục khi còn chiến đấu ở Việt Nam. Đây là ảnh cưới của ông bà. Đây là không biết duyên nợ gì mà ông bà gặp rồi yêu nhau, vượt qua những định kiến của gia đình và xã hội. Bà chấp nhận làm vợ của ông, để theo ông về đất nước xa lạ, cách quê hương bà một bờ đại dương thăm thẳm. Hai người đã sống những tháng ngày hạnh phúc, cho dù không có con cái, vì ông bị nhiễm chất độc màu da cam trong chiến tranh. Nhưng bất hạnh không dừng lại ở đó. Thân thể to cao vạm vỡ như cây tùng cây bách của ông bị chất độc ấy gặm nhấm từng ngày. Xót xa, bà nắm lấy bàn tay gầy guộc của chồng và bất lực nhìn ông chút hơi thở cuối cùng trong đau đớn. Bà đã ngất đi không biết bao nhiêu lần trước khi thi thể bất động của chồng. Cũng không biết bao nhiêu lần, bà ngước nhìn trời cao, oán trách thượng đế sao quá bất công với bà. Từ cái chết của ông, bà sống khép kín. Nụ cười tắt trên môi. Người phụ nữ có mái tóc dài đen nhánh, suốt ngày ca hát ríu ríu như chim không còn nữa. Bà chẳng buồn giao tiếp với ai, nhốt mình trong ngôi nhà bằn bật tiếng cười nói. Lặng lặng bà đi ra đi vào một bóng. Nỗi đau khổ không vơi mà chồng chất với thời gian, khi chỗ nào cũng phảng phất hình bóng của ông. Đêm im ắng, có thể nghe được tiếng rơi vô cánh trao trác và tiếng gió ríu rít lùa qua những cành khô. Đồng hồ gõ từng nhịp uể oải. Khuya lắm rồi mà bà vẫn trong chóng mắt. Những trái lê bà đã nhặt đầy chiếc rổ nhỏ trên bàn. Bà nhủ lòng, khi Kitty về, bà sẽ cho con bé. Lâu lắm rồi bà mới có cảm giác mong ngóng một ai đó. Vừa chui qua cái lỗ nhỏ, Kitty đứng thẳng lên rũ lại chiếc váy ren hồng. Xong con bé chạy vội đến gốc cây lê. Nhưng ơ kìa, sao không có trái lê nào hết vậy? Con bé ngơ ngác nhìn lên cây, rồi lại nghiêng người nhìn xung quanh. Đôi mắt xanh biếc ngạc nhiên tròn xoe như hai hòn bi ve. Bà bước ra, tiếng cửa mở làm Kitty giật mình. Bom sủa lên một tiếng rồi im ngay. Khi con bé đưa ngón tay lên môi xuỵt xuỵt, bà nói lúc cháu đi vắng bà đã nhặt hết trái rồi. Con bé tiêu nghỉu, thôi cháu về đây. Khoan đã, đợi bà một chút. Bà trở ra với rổ trái cây. Kitty mang về mà ăn. Đôi mắt xanh biếc lại mở to. Sao bà biết tên cháu là Kitty? Cháu còn chưa quen bà mà. Ừ, bà biết con chó của cháu tên là Bom nữa cơ. Bà cũng biết cả hai đứa rất thích lê, nhưng chưa bao giờ ăn vụng của bà. Hai bím tóc đung đưa khi con bé gật gù. Dạ, mẹ bảo ăn vụng của người khác là xấu. Cháu ngoan lắm, mai lại sang nhặt lê giúp bà nhé. Khi mở cổng rào cho Kitty và Bom về, bà dặn dò. Muốn sang nhà bà thì đi bằng lối này.
đừng chui qua lỗ rào kẻo bị gai đâm xước đấy. Vừa chạy vào nhà, Cathy gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi. Con Bom phóng tập Cathy sủa gâu gâu inh ỏi như muốn nói: con cũng về rồi này mẹ ơi. Đang giở tay gói quà chuẩn bị cho người thân trong dịp Giáng sinh, Megan, mẹ của Cathy giật mình ngước lên. Cathy coi chừng té đó, ở đâu mà con có nhiều lê vậy? Cathy khệ nệ dơ rổ lê lên phía trước, liến thoáng: là của bà cho con đó. Của bà á? Megan ngạc nhiên hỏi lại: chuyện này là thế nào? Thật mà mẹ, Cathy cười tươi quả quyết. Megan áy náy nhìn vào gương mặt rạng rỡ của con: con không được xa nhà bà nữa nghe không? Ơ nhưng mà bà tốt lắm, con rất thích bà. Megan nghiêm nghị: không được cãi, mẹ đã bảo không là không. Không dưng bị mẹ la, Cathy phụng phịu trực khóc. Con bé mếu máo trông thật tội nghiệp. Megan nhẹ nhàng kéo con vào lòng. Cô không thể nói cho con bé nghe về cái bà già khó chịu mà cả xóm đều không muốn dây dương vào, để tránh phiền hà. Cái bà già khó chịu mà cô đã được trải nghiệm ngay ngày đầu tiên dọn đến đây, với cái quay bất lịch sự khi cô lên tiếng chào hỏi. Với cô, hàng xóm là một điều rất quan trọng. Nếu sớm biết mình sẽ là láng giềng của bà khó chịu, chắc gì cô đã quyết định mua ngôi nhà này, cho dù cô rất ưng ý nó. Thôi thì đành cấm con bé vậy, đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhớ lời mẹ dặn, Cathy không dám qua nhà bà, mà chỉ quanh quẩn trong sân. Chốc chốc, con bé len lén nhìn những quả lê chín vàng trên cây, rồi lại cụp mắt xuống. Con Bom chắc cũng nhớ mùi thơm những quả lê, nên nó cứ cắn gấu váy của Cathy mà kéo ra cổng. Rằng co mấy lần như thế, Cathy đành chịu thua con Bom. Cả hai đứa chạy ù sang nhà bà. Vừa nhắc thấy bóng Cathy và con chó Bom, bà vội bước ra ngoài. Con bé hớn hở chào bà, rồi chạy đến gốc cây nhặt lê. Bà gom những quả lê rửa sạch, lấy ra quạt vỏ cắt ra đĩa, gọi Cathy. Cathy là ăn lê với bà này. Con bé cầm lấy miếng lê, cảm ơn bà và không quên xin phần cho con Bom. Bà ơi, bà cho con Bom ăn nữa nhé. Bà gật đầu, ừ cho con Bom ăn nữa. Lần đầu tiên được ăn lê của bà, con Bom sướng lắm, ngoe ngoẩy đuôi mãi. Ba bà cháu cùng ăn lê với nhau thật vui vẻ. Vị lê ngọt mát tan trong miệng. Đã bao nhiêu năm rồi, ngôi nhà mới vang ấm tiếng con người. Hôm nay Cathy chẳng thấy bà đâu. Con bé nhặt lê xong mà vẫn không thấy bóng bà. Chần chừ một chút, Cathy đành quay về. Con Bom cũng lẹo đẽo theo Cathy. Hai đứa buồn so vì không gặp bà và không được ăn lê. Ngày hôm sau, Cathy lại dẫn con Bom sang. Con bé ngạc nhiên thấy những quả lê hôm qua còn xếp ngay ngắn trên thềm. Sao bà không cất đi nhỉ? Nhìn thấy cửa sổ mở, Cathy ngón chân nhìn vào. Không thấy bà, con bé cất tiếng gọi: bà ơi! Con Bom cũng sủa gọi bà gâu gâu một tràng dài. Nhưng bà vẫn không ra. Lạ lùng chưa, Cathy lại nón chân gọi to hơn: bà ơi bà! Con Bom hít hít mũi như nghe thấy gì. Nó dùng chân cào tường và sủa lớn. Trong nhà nghe tiếng loáng thoáng Cathy và tiếng sủa giật giọng của con Bom. Megan vội chạy ra. Đi ra sân hàng xóm thấy hai đứa, cô hết hồn la lên: Cathy về ngay! Con bé hớt hải chạy về, nhíu tay cô: mẹ ơi, mẹ sang gọi bà đi. Maggie giận lắm: bây giờ còn muốn mẹ sang đó nữa hả? Đi vào nhà mau. Con bé mếu máo theo sau mẹ, nhưng vẫn không chịu thôi, cứ nàng nặc xin mẹ sang gọi bà. Megan nén giận, hỏi lần một chuyện. Thì ra, con bé vẫn lén mẹ sang chơi nhà hàng xóm. Hai bên bà cháu thân thiết, nhưng từ hôm qua con bé không thấy bà. Hôm nay con bé và con Bom nháo nhào như vậy, mà bà vẫn không ra. Sực nhớ ra, bà ấy ở một mình, cô cũng đem lo. Nhưng cô cũng không dám tự ý vào nhà. Megan đi sang nhà đối diện xin số điện thoại của bà. Khi đưa cho cô số, họ thắc mắc hỏi: cô lại có chuyện gì với bà già khó chịu đó à? Megan kể chuyện cho họ. Mọi người cùng tán thành việc gọi điện cho bà ấy. Chuông điện thoại gióng lên từng hồi mà không ai bắt máy. Bây giờ mọi người thật sự lo lắng. Chắc có chuyện gì rồi, phải gọi báo cho 911 thôi.
các nhà đối diện và lân cận đều tập trung trước cửa nhà bà. Lúc này mọi người không còn nhớ đến những phiền hà mà bà đã gây cho họ. Tất cả đều chung một tâm trạng thấp thỏm. Xe cảnh sát chờ đến. Mọi người dạt sang một bên, nhân viên cảnh sát phá cửa xông vào. Họ tìm thấy bà đang trong tình trạng mê man. Một lúc sau, xe cấp cứu chạy đến. Người ta khiêng bà lên xe đưa vào nhà thương. Sau 3 ngày hôn mê, bà tỉnh lại. Bác sĩ quyết định chuyển bà sang khoa nội để theo dõi. Từ giường bệnh, bà có thể nhìn thấy bầu trời ngoài kia. Vẫn là cuối thu với màu mây xám mênh mang. Nhưng bà không cảm thấy buồn mang mác như những cuối ngày ngồi trong nhà, nhìn ra khoảng sân nhà hiu quạnh. Có vài người hàng xóm đến thăm bà, mang theo lời nhắn gửi của những người hàng xóm khác. Megan, mẹ của Katie cũng đến. Cô ấy bảo cây lê không còn ra trái nữa, mà Katie biết bà thích ăn lê lắm, để con bé cứ nặng nặc đòi mẹ phải đi chợ mua lê và cho bà. Bà cảm thấy vô cùng ấm áp. Sự ấm áp tràn ngập cả tâm hồn mà không có một loại máy sưởi nào làm được. Đó là sự quan tâm, là tình người. Bao nhiêu năm nay, bà đã hoang phí đời mình trong những tháng ngày giằng giặc buồn phiền, khắt khe và ích kỷ. Chưa lần nào bà mở lòng ra với mọi người. Lần này ra viện, trở về, bà chắc chắn sẽ sống khác. Megan giúp bà làm thủ tục xuất viện. Khi xe vừa dừng lại trước nhà, vài người hàng xóm trông thấy chạy ra đón bà. Như ngày vắng bà, mọi người đã ngồi lại trao đổi với nhau. Ai cũng cảm thấy áy náy vì chỉ muốn xa lánh bà để tránh phiền hà, mà không hiểu được sự cô đơn của bà. Nếu hôm nọ không có Katie và con chó nhỏ, chắc gì mọi người đã phát hiện để kịp đưa bà đi cấp cứu. Cuộc sống thật vụ du. Cố chấp nhau làm gì khi cuối cùng cũng chỉ làm còn cho bụi. Sao không mở lòng ra với nhau lúc mình còn có thể. Peter, chủ nhà đối diện, lúc này mới nhìn thấy sự đối nghịch của hai nhà. Bên này sân là đèn hoa rực rỡ, bên kia là ngôi nhà siêu phong ẩm mốc. Anh quyết định răng đèn phía mặt tiền và mua vòng hoa đỏ treo trước cửa nhà bà. Nhà hàng xóm có nhánh thông chìa qua nhà bà lúc trước cũng mua vài chậu cây trạng nguyên đỏ thắm đặt trước thềm nhà bà. Mọi người bàn nhau sẽ còn mở một block party vào Giáng sinh này. Đây cũng là dịp để hàng xóm gần gũi thông cảm nhau hơn. Bà bước xuống xe, bỡ ngỡ nhìn ngôi nhà rồi nhìn mọi người xung quanh. Mắt bà rưng rưng vì cảm động. Câu cảm ơn run run trên môi không thốt thành lời. Katie chen mọi người để được nắm lấy tay bà. Con bé cười toe toét, bày hàm răng vừa rụng mất một chiếc hôm qua. Con bom cũng cố luồn lách qua chân mọi người. Giây phút quan trọng thế này, làm sao thiếu được sự hiện diện của nó cơ chứ?